thưa chư vị đồng đạo kính mến, vào khoảng tháng 9 năm Canh Thìn 1940, lúc Đức Thầy bị lưu tư tại nhà thương Chợ Quán Sài Gòn, nhân một đêm cuối thu, gió bấc bắt đầu thổi, cắm cảnh xanh tình, Đức Thầy đã hạ bút sáng tác bài Đã Cuối. Với tấm lòng từ bi cao thượng của Ngài, đầu ngưỡng vọng đất trời minh chứng, tấm lòng thành quyết dựng đạo đời, đôi điều hòa nhã nơi nơi, thân này mới chịu ngồi ngơi thạch bàn. Bài thi văn này Đức Thầy đã sáng tác bằng lối văn song thất lục bát dài 150 câu. Và hôm nay chúng ta sẽ được tìm hiểu hai câu mà Ban trị sự Trung ương trích ra để làm đề tài cho giáo lý viên gặp gỡ với đồng đạo chúng ta, đó là: Bạch Chinh giữ lấy nghĩa nhân, muốn về cõi Phật lập thân cõi trần. Vậy muốn lập thân cõi trần thì chúng ta phải trì hành như thế nào để được về cõi Phật? Về phần này, chúng tôi thay mặt ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời giáo lý viên của ban phổ truyền giáo lý Ban trị sự Trung ương, đồng đạo Phan Chí Tâm bước đến diễn đàn để chia sẻ đề tài. Trân trọng kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị quan khách đại diện cho chính quyền địa phương sở tại, kính thưa đồng đạo Nguyễn Văn Công là thành viên trong ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Vĩnh Long, cũng là trưởng ban tổ chức, trưởng ban Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Tân Lược, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Kính thưa đồng đạo Trương Hồng Hải là cựu giảng viên của Ban trị sự Trung ương Phật giáo Hòa Hảo ở thời kỳ trước. Kính thưa đồng đạo Lê Trường Giang là giáo lý viên Phật giáo Hòa Hảo trực thuộc Ban phổ truyền giáo lý Trung ương đến từ huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Kính thưa ông Bùi Văn Thanh, trụ trì chùa Vũ Sơn. Kính thưa quý đồng đạo đại diện cho các ban trị sự đến từ các xã phường, thị trấn, huyện thị trong và ngoài địa phương của tỉnh Vĩnh Long đồng để tham dự. Kính thưa quý đồng đạo đại diện cho các tổ từ thiện nhân đạo, các nhà mạnh thường quân. Kính thưa cụ ông, thưa cụ bà cùng toàn thể chư đồng đạo hiện diện thân kính. Đêm nay là đêm rằm tháng 10 niên Giáp Thìn, và hôm nay cũng là ngày 15 tháng 11 năm 2024. Chúng tôi và đồng đạo giáo lý viên Lê Trường Giang cũng được sự phân công của ban phổ truyền giáo lý Ban trị sự Trung ương hôm nay duyên mai được trở về đây để gặp gỡ tất cả quý đồng đạo chúng ta vào đêm rằm hạ nguyên như thế này, để cùng nhau chia sẻ qua đôi câu đạo đức thông qua lời dạy của Đức Thầy. Vậy là nói đầu tiên, chúng tôi cũng xin gửi đến toàn thể quý đồng đạo lời thăm hỏi sức khỏe, lời thăm hỏi gia đình, lời chào mừng quý kính, đoàn kết và lời tri ân sâu đậm nhất của chúng tôi. Kính thưa quý đồng đạo thân kính, thì vừa qua trên dưới hơn một tiếng đồng hồ thì chúng ta cũng đã nghe qua một cái chuyên đề ân tam bảo hết sức là cặn kẽ do giáo lý viên Lê Trường Giang đảm trách. Thì giờ đây theo sự phân công đến phần lượt của chúng tôi thì chúng ta sẽ tiếp tục chia sẻ qua hai câu giảng mà Đức Thầy đã dạy: Bạch Trinh giữ lấy nghĩa nhân, muốn về cõi Phật lập thân cõi trần. Như vậy thì ngắn gọn 14 từ hai câu giảng ở đoạn cuối cùng mà vừa rồi thì đồng đạo vị vị đọc giảng viên cũng đã có nhắc lại trong cái bài thu đã cuối. Thì bài thu đã cuối ban sưu tập không có ghi rõ cái ngày tháng, và bài thi này cũng không có cái tựa, cho nên dựa vào câu giảng đầu tiên thu đã cuối bắt lay ra thổi, do đó thì ban sưu tập đồng đạo chúng ta ở thế hệ trước mới đặt cái tên là thu đã cuối. Thì nếu nói góc độ nào đó thì bài thi này Đức Thầy viết vào cuối mùa thu,
tức là sắp sửa sang mùa đông. Và sau bài Thu Bà Đã Cuối thì đến cái bài Đêm Ngồi Một Mình thì có để ngày là Đức Thầy sáng tác vào ngày 30 tháng 9 năm Canh Thìn, trong lúc Đức Thầy đang cư ngụ ở tại nhà thương Chợ Quán Sài Gòn. Như vậy thì bài Thu Đã Cuối chúng ta có thể hiểu là viết trong ngày 30 tháng 9 hoặc là trước ngày 30 tháng 9, tức là trước cái bài Đêm Ngồi Một Mình. Thì qua nội hàm hai câu giảng này mang một cái tính chất tu tập cần thiết trong cái cuộc sống đời thường. Và cuộc sống đời thường mà chúng tôi nói ở đây không những là cuộc sống đời thường của một cái người tín ngưỡng tôn giáo, mà cuộc sống đời thường này mang một tính giáo dục tích cực đối với cuộc sống của mỗi nhân loại đại đồng trong cái phương diện ăn ở, cư xử, thông qua cái câu giảng đầu tiên, đó là nghĩa nhân. Như vậy thì giờ này, dầu rằng tôi và đồng đạo chúng ta là người tín ngưỡng tâm linh, tuy nhiên chúng ta cũng là một người công dân, cũng là một con người bình dị trong cuộc sống. Do đó, trong cuộc đời mỗi con người thì nó có những cái quy luật mà mỗi đồng đạo chúng ta cần phải thực hiện. Đó gọi là gì? Là đạo đức xã hội, là đạo đức làm người, là cách ăn ở cư xử giữa con người với con người, giữa con người với vạn vật, giữa con người với tất cả những điều mà chúng ta gặp trong cuộc sống, gồm luôn tất cả các sự vật và tất cả các sự việc. Như vậy thì ngày giờ này, thông qua lời dạy Đức Thầy, thì giờ này chúng ta cần phải làm gì để giữ lấy nghĩa nhân? Và đồng thời, nếu như một con người bình dị, nói chung người tu theo đạo Phật giáo và hảo nó điên, mà giờ này chúng ta bỏ nghĩa nhân được không? Mình có đi xa được không? Thì đó là cái cốt lõi của câu đầu tiên mà đồng đạo chúng ta cần phải hiểu. Và đồng thời, lộ trình chúng ta đi, ngoài cái việc ráng tu nhân đạo cho tròn mới hay, thì lộ trình chúng ta đi Đức Thầy đã vạch sẵn rồi, đó là trong chúng sanh nghĩ tận đuôi đầu về cực lạc mới là hết khổ. Vậy thì giàu sống trong cõi đời này, chúng ta có giàu sang phú hữu, có quyền cao chức trọng, nhưng mà cuối cùng rồi thì ôi cả sang hèn chẳng ai thông thả, sau nhân sanh cứ mãi đắm say, chẳng tu thân đặng dựa Phật đài cho thông thả hưởng mùi sen báu. Vì vậy cho nên sống trong cõi đời này thì ai cũng khổ, ai cũng khổ cả, cho nên chỉ có là chúng ta về cực lạc mới là hết khổ. Vì vậy cho nên ngoài cái việc trong cuộc sống ăn ở cư xử, thì cái quan trọng hơn nữa là đồng đạo chúng ta phải được về cực lạc. Và ở đây Đức Thầy dùng từ muốn, nếu muốn thì đi, không muốn thì ở lại, mình nói gọn. Nhưng mà để là mình hiểu về một cái tính khách quan, mang một cái tính tự nguyện, không có một sự ép uổng trong đấy. Nhưng mà thật sự ra ở đây Đức Thầy cũng đã khéo léo đưa ra những hình ảnh của cõi Phật. Do đó hôm nay dầu rằng tôi và đồng đạo chúng ta chưa được về cõi Phật, nhưng mà thông qua kinh điển của Đức Phật, thông qua lời dạy của Đức Thầy, phần nào đó chúng ta cũng hình dung được rằng có cõi Phật là một cõi an vui, thanh tịnh, là một cõi không già, không bệnh, hết ngày nào lo. Vì vậy cho nên mục đích cứu cánh chúng ta là phải làm sao được về cực lạc. Về cực lạc thì đến đó chúng ta mới thật sự là một cái nơi an dưỡng. Về cực lạc thảnh thơi an dưỡng, ấy là ngày ban thưởng công thu. Vậy thì hôm nay muốn về cực lạc thì ở tại đây chúng ta cần phải làm gì tại thế gian này? Bởi vì tại thế gian này là nhân, là một cái nền tảng, là một cái thềm thang. Không phải mình nói về cực lạc cái chúng ta bay một cái dèo về cực lạc thì không có được rồi. Cho nên muốn về cực lạc, chúng ta phải vun công bồi đức, phải tu tập các hạnh đức như thế nào đó để đầy đủ công đức, vuông tròn công đức thì đồng đạo chúng ta mới được về cực lạc. Thì sự đầy đủ công đức, vuông tròn công đức và các pháp tu ấy, Đức Thầy tạm dùng cái từ là lập thân. Thì lập thân là chúng ta cần phải làm gì? Như vừa rồi thì đồng đạo xứ Ngôn Viên cũng đã có giới thiệu, thì đó là các yếu tố mà tôi và đồng đạo
chúng ta sẽ tuần tự chia sẻ trong buổi gặp gỡ ngày hôm nay. Thời gian thì cũng khuya rồi, chúng tôi thì cũng không dám dài dòng, thì chỉ xin đồng đạo ngồi đây với tôi khoảng 60 phút nữa. Hội trường hôm nay thì rất là đông, nhất là cũng có một số đồng đạo trẻ, một số đồng đạo mà theo tôi ghi hình thấy được đó, có lẽ là mới biết đạo, hoặc giả là đến đây dự để tìm hiểu. Do đó thì chúng tôi cũng cố gắng để trình bày khoảng 60 phút nữa, là chúng ta sẽ thống nhất đến khoảng 9:20 thì tôi sẽ xuống diễn đàn. Như vậy thì câu giảng đầu tiên Đức Thầy dạy là bạch trinh giữ lấy nghĩa nhân. Như vậy thì bạch trinh, cái chữ bạch là trắng, cái chữ trinh là trong. Vậy thì bước vào câu giảng này thì Thầy dạy chúng ta là bạch trinh là phải trong trắng. Giống như trong cái bài Trái sầu riêng đó, thì Đức Thầy cũng dạy rất rõ: trinh bạch tấm lòng trời đất rõ, đinh ninh dạ trắng núi sông Tường. Như vậy thì bạch trinh này, về từ ngữ thì mỗi đồng đạo chúng ta phải có một cái lòng trong trắng, cái lòng trong sạch, không có một cái sự nhơ bợn. Đó là chúng ta hiểu về lý từ. Còn hiểu về nghĩa lý của đạo, bạch trinh ở đây là mình phải có một cái lối sống đạo đức, gọi là một cái lối sống lành mạnh, một lối sống không ô nhiễm, một lối sống chân chánh. Và ngược lại với bạch trinh, đó là ô uế, đó là dơ bẩn, đó là tà vại. Cho nên thường thì trong cái ngôn ngữ đó, cuộc sống đó, cái mình đi chơi với bạn, bạn mình đối xử với mình tệ quá, mình nói anh chơi xấu tôi, anh chơi bẩn tôi, thì những cái từ ngữ đó là chúng ta có thể có được khái niệm rằng đó, nghĩa là những người này không có được trong sạch. Vì vậy cho nên từ bạch trinh ở đây muốn nói đó là những cái đạo đức tốt đẹp trong cái cuộc sống. Ví dụ chúng ta đưa ra một cái hình ảnh của đôi bạn giữa Thật Sanh và Lý Thông, thì đồng đạo thấy rõ Lý Thông là cái người, gọi mình dùng là từ đối với bạn, quá bẩn rồi, quá nhơ xấu. Trong khi đó thì lòng của Thật Sanh rất là trong sạch, trong trắng, giống như một tờ giấy trắng, không có một cái bợn nhơ nào. Thì đấy là chúng ta có thể đưa ra một chuyện đó, thì mình cũng có thể cảm nhận được về cái nghĩa của tự bạch, bạch trinh này đồng đạo. Do đó cho nên theo chúng tôi nghĩ, một đời sống con người ai cũng trong trắng, ai cũng trong sạch, ai cũng có một cái đạo đức tốt đẹp, không có một cái vấn đề ô uế dơ bẩn trong cách ăn ở cư xử, nhất là trở về phương diện nội tâm, thì thế giới này chẳng khác nào là thần tiên tại thế, đúng không? Cho nên Đức Thầy mới dạy rất rõ đó: thuở xưa thời buổi Thuấn Nghiêu, Thái Bình Thạnh Trị mới nêu kháng tình. Thì đây là một thế giới thần tiên tại thế, và đồng thời thế giới chúng ta ở nó có nhiều cái sự đau khổ, đau khổ đến nỗi mà được dùng cái từ ngữ là ta bà, có nghĩa là kham nhẫn, kham khổ, nỗi khổ cõi ta bà không bút mực nào mà có thể tả xiết được. Thì Đức Thầy tạm dùng văn chương để chúng ta cảm nhận điều đó: ta bà khổ, ta bà lắm khổ, biết bao người xét cho tột chỗ, tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui, cảnh thanh minh sen báo nực mùi, nào ai rõ cái vui triệt đáo. Thì Đức Thầy đưa ra hình ảnh ta bà khổ. Cái gì khổ? Bởi vì đời sống con người không được trong sạch, đời sống con người bị danh lợi tình nó câu thúc, bị danh lợi tình nó làm mồi nhử, huynh qua một bả làm mồi, để câu kẻ dại việc tàu chất lên, như Thầy chúng ta dạy. Như vậy thì chữ bạch trinh này, mình nó gọn lại một con người mà sống trong cõi đời này, lúc nào cũng đặt nặng danh lợi, chỉ biết sống cho riêng mình, ai khốn cùng để mặt đất trời xây, chỉ biết sống cho mình thôi, ích kỷ, nhỏ mọn, tật đố, tham lam, rồi mê si, vân vân. Thì những cái đó là chúng ta đã đang đi ngược bạch trinh. Bởi vì khái niệm bạch trinh là một cái từ ngữ nó rộng, có thể chúng ta đưa ra một số ý, một số cái nghĩa lý để chúng ta cảm nhận. Cho thật sự bạch trinh thì theo tôi tìm hiểu kinh sách không có mẫu chuyện. Mẫu chuyện thì không có điển tích đó. Những mẫu chuyện thì cũng lo do các lão đạo chúng ta đem chuyện tích ra để bàn, để dụng sự đặc lý thôi. Nhưng thật sự là chúng ta nó không có đốt được. Và cái quan trọng của câu giảng này đó là đồng đạo chúng ta phải giữ lấy nghĩa nhân. Bởi vì có bạch trinh, có trong sạch, có tốt đẹp về phương diện nội tâm, thì lúc bây giờ chúng ta mới giữ lấy nghĩa nhân trọn vẹn được. Còn một người chơi bẩn, một người có một tính xấu, như chúng ta vừa bàn ngược cái tỷ lệ nghịch với bạch trinh,
thì người này làm sao mà có nghĩa nhân được, đồng đạo? Phải không? Cho nên ở đây cái cốt lõi vấn đề muốn nói là trong nội tâm chúng ta làm sao chúng ta phải định hình được là luôn luôn là trong trắng, luôn luôn trong sạch. Thì từ chỗ trong trắng trong sạch đó thì lúc bây giờ chúng ta mới giữ lấy nghĩa nhân. Nếu nói về khái niệm nghĩa nhân thì toàn bộ là Đức Thầy viết từ nghĩa nhân cũng không nhiều lắm. Nhớ không lầm thì trên dưới như vậy chỉ có 8 lần thôi. 8 lần nghĩa nhân. Nhưng mà trong 8 lần nghĩa nhân này có nhiều đoạn rất là quan trọng. Ví dụ ở quyển 5 thì Thầy dạy ở trần xử trọn nghĩa nhân, quyết làm tôi Phật gửi thân điên đại. Mà nếu ở trần không xử trọn nghĩa nhân thì chúng ta chưa phải là tôi Phật. Tôi Phật đệ tử của Phật. Thì cái như là mình không phải là tôi Phật, làm sao chúng ta gửi thân điên đại được? Rồi chẳng những ở đây mà trong bài Bóng Hồng mà cái bài sau đồng đạo, chờ con đầy đủ nghĩa nhân, ra tay tế độ dắt lần về ngôi. Như vậy thì mình phải đầy đủ nghĩa nhân, Đức Thầy mới dắt mình về ngôi được. Ngôi là gì? Là ngôi xưa kiển cũ. Bởi vì trước đây Thầy đã dạy rồi, đúng không? Trước cái đoạn giảng này Thầy đã dạy rồi. Nở đâu lại vài bừa đồng lõi, cũng gốc ngày Thượng Đế xuống trận. Hoài đầu nghe tiếng chuông ngân, trở về nơi cũ cho gần Phật tiếng. Thấy sanh chúng quá ghiền cảnh tục, nên nhiều lần dục thúc muôn dân. Mới tắt là bạch trinh vô lấy nghĩa nhân nè. Vì vậy cho nên chúng ta đọc trước đó thì rõ ràng. Hôm nay tôi và đồng đạo chúng ta ở đây là lý do tại sao? Tại vì ở trong hiện tại hoặc ở nhiều kiếp về trước đó, chúng ta quên đi nghĩa nhân, đúng không? Mình quên nghĩa nhân cho nên mình mới mất cái gốc, mới đào thai làm con người thế gian. Chứ đáng lý ra đó gốc chúng ta phải đây đồng đạo. Gốc chúng ta ít nhất cũng ở cõi trời, cũng gốc ngày Thượng Đế xuống trận mà. Như mình thì tìm hiểu ở đoạn trước, hoặc giả Đức Thầy dạy trong bài Sa Đéc: tuồng xưa kia sắp đặt đã lâu, phải chuyển sang trái đất một bầu, đặng lựa lọc con tiên cháu Phật. Tất cả chúng ta đều là con tiên cháu Phật, chứ không phải là phàm phu tục tử. Sở dĩ phàm phu tục tử là tại chúng ta biến mình phàm phu tục tử, tại chúng ta mở lớn lên tập nhiễm lệ danh nên tật xấu, che mờ thiên tánh. Cho Đức Thầy mới giải đất đỏ, con người mới sanh ra đời đều có tánh hiền lành cả. Xong vì đến lúc lớn khôn, vì phải sống chung chạm với thế giới người hung tàn bạo ngược, tánh nết liền ô nhiễm với sự xấu xa hèn kém. Thì cũng do cái sự tập tành, cái sự ô nhiễm, chúng ta đánh mất đi cái nghĩa nhân. Rồi chẳng như dừng ở đây, mà trong cái bài cảm tác Thầy cũng giải rất rõ đồng đạo. Con lành, tức là Đức Thầy dạy thêm một chỗ về nghĩa nhân, cái nơi đồng đạo. Như vậy thì chúng ta thấy rõ rằng nghĩa nhân là vấn đề rất là quan trọng trong đời sống con người. Và đồng thời nghĩa nhân ở đây, nếu mà chúng ta nói theo học thuyết của Khổng Tử, chúng ta nói điều đăng cấm thứ nhất, thì nghĩa nhân này nó là hai trong ngũ thường, gọi là nghĩa, tức là nhân nghĩa lễ trí tính. Như vậy thì nghĩa nhân, nếu chúng ta hiểu về góc độ ngũ thường, thì đây là hai cái phương pháp đối xử đại diện trong năm cái món thường hàng về cái đạo ngũ luân của mỗi đồng đạo chúng ta, đạo ngũ thường của mỗi đồng đạo chúng ta về phương diện học thuyết của Khổng Tử. Và đồng thời cái nghĩa nhân này, nếu mà chúng ta hiểu về học thuyết của Phật giáo, thì đây là hai trong ngũ giới cấm. Bởi vì hành chữ nhân là không sát sanh, mà hành chữ nghĩa là chúng ta không đạo tặc. Bất sát sanh, bất đạo tặc, rồi bắt tà dâm, bắt vọng ngữ, bắt ẩm tủ, thì đây là năm cái điều mà chúng ta hiểu là trong ngũ giới cấm. Do đó cho nên nghĩa nhân nó đại diện cho các vấn đề đó. Vì vậy cho nên giờ này nếu mà nói về từ ngữ, chữ nhân ở đây, nghĩa nhân hay còn gọi là nhân nghĩa ở đời. Sống ở đời cái quan trọng là tôi và đồng đạo chúng ta phải giữ lấy cái nhân nghĩa ở đời. Vậy thì nhân nghĩa ở đời này, cái chữ nhân này là chúng ta phải có lòng nhân. Lòng nhân ở đây, ngoài cái việc chúng ta không có sát sanh, bên cạnh đó thì mình phải có lòng nhân, thương người mến vật. Có nghĩa rằng đối với mình lúc nào cũng mở rộng cái lòng nhân, mình thương người mến vật. Chẳng những người đối con người, nếu thiệt người thì biết thương người, mà luôn cả tất cả các loài xúc cảm sanh vật. Thì xin thưa đồng đạo, chúng ta cũng xem họ như ta vậy đó. Mình xem họ như mình, cũng giống như những người mà có nuôi thú cưng đồng đạo. Những cái con vật cưng như con chó, con mèo hoặc là các vật khác cũng vậy. Thì nhiều khi cũng có những người ta nuôi thú cưng, ta cưng như con ta vậy. Ta mặc áo nè, ta cho ăn nè, ta cho uống sữa nè. Nhiều khi có những gia đình thậm chí là tối trong ngủ chung luôn đó. Phải không đồng đạo? Thì đó, chúng ta đã vô là người đời,
Nhưng mà người ta cũng đã có được một cái sự là phải nói gọn là hết sức là thương yêu các cái lòng học. Do đó thì đấy là mình hiểu về một cái số khái niệm mình phải có cái lòng nhân. Rồi cái thứ hai nữa, chữ nghĩa. Chữ nghĩa nếu nói về đơn tự là chúng ta bắt đạo tặc là không có trộm cướp. Nhưng mà không trộm cướp là chúng ta hiểu hình như học á. Còn nếu đi theo, đi sâu hình như thượng học, thì chữ nghĩa ở đây là mỗi đồng đạo chúng ta sống ở đời phải có tình, có nghĩa. Vậy thì tình nghĩa này là gì? Tình nghĩa này không phải những cái lời nói đơn phương. Tình nghĩa này không phải những lời nói xã giao, những cái nụ cười xã giao. Mà tình nghĩa này phải có cái gì đó theo một cái khuôn khổ, một cái bản sắc văn hóa nghìn đời của dân tộc Việt Nam chúng ta. Mà ca dao cũng vậy, là một miếng khi đói bằng một gói khi no. Tức là nhường cơm xẻ áo đó. Thì đó là nghĩa. Mình thấy người ta nghèo khổ, dựng dưng trước nghĩa đồng bào, đói cơm khát nước trong vào thống tâm, làm ngơ giả điếc giả câm, tay ôm hũ bạc mắt đâm đâm chợ. Thì sống như vậy gọi là không có tình có nghĩa, đúng không đồng đạo? Cho nên hôm nay chúng ta thấy người ta khổ thì mình phải đặt cái hoàn cảnh mình là cái người đang chịu khổ. Cũng giống như Đức Thầy thấy chúng ta khổ, Đức Thầy đặt cái hoàn cảnh của Đức Thầy là chúng ta thấy biển khổ đâu an lòng đẳng, xong thiền ra cứu vớt sanh linh. Kính thưa đồng đạo, miễn cho bá tánh vẹn mình, mà Đức Thầy rất rõ rồi. Cho nên thân ta, ta chẳng tiếc chi, miễn cho bá tánh nạn gì cũng qua. Đó, Đức Thầy thiền một cách triệt để đó. Vì vậy nên chữ nghĩa này muốn nói chúng ta sống ở đời làm sao mà mình phải chia sẻ, sống ở đời có tình có nghĩa. Nội mà cái vấn đề hiến máu nhân đạo thôi, thì đây người ta gọi là gì? Đó là nghĩa cử cao đẹp. Thấy không đồng đạo? Thì như vậy thì nghĩa nhân mà chúng ta bàn ở đây thì đó, chúng ta hiểu về một cái khái niệm về đơn tự. Còn giờ này đã trọn vẹn, cộng thêm cái từ bạch trinh đó, bạch trinh với lấy nghĩa nhân, thì giờ này mỗi đồng đạo chúng ta chung quy lại để thực hiện được nhân nghĩa đời. Một người quân tử, một người phải biết đến những cái ân nợ trong cuộc sống, thì mỗi đồng đạo chúng ta phải lo đền trả tứ ân. Chỉ cần đồng đạo lo đền trả tứ ân thì đó là chúng ta bạch trinh với lấy nghĩa nhân đồng đạo. Bởi vì đây là nấc thang đầu tiên, đúng không? Hai câu giảng chúng ta trình bày là một cái pháp tu để chúng ta về cõi Phật. Hai câu giảng chúng ta trình bày đó là phương pháp giải thoát. Cho nên câu giảng này là cái thềm thang. Vì vậy cho nên đoạn khác Đức Thầy cũng dạy rất rõ. Đức Thầy dạy rất rõ đồng đạo, mỗi đồng đạo chúng ta hôm nay muốn về cõi Phật thì Đức Thầy xác định tu đền nợ thế cho rồi thì sao mới được đứng ngồi tòa sen. Thì dầu rằng câu cú khác nhau, Đức Thầy viết nhiều chỗ khác nhau, nhưng mà cái nội hàm chung quy lại thì không khác. Đức Thầy ban rãi ở các chỗ, các nơi nó khác nhau. Như vậy thì từ đó chúng ta mới suy được rằng giờ này nếu mà muốn giữ trọn nghĩa nhân là người thánh thiện, người quân tử, thì người này phải nói là ân nghĩa phân minh. Cho nên sách mới có câu đồng đọc: tiền bạc phải phân minh, nhân nghĩa mới vẹn toàn. Một cái con người mà ở đời mà ân quán phân minh đó, thì con người này là con người nhân nghĩa ở đời, đúng không? Là một con người mà được thế gian ca tụng là một cái người quân tử, một người thánh nhân. Dầu đang sống trong cõi tục nhưng mà người ta đã vượt khỏi phàm phu, người ta đã trở thành một cái vị phải nói gọn là thánh nhân rồi, không còn là phàm nhân nữa. Người ta trở thành một vị tiên tử, không còn là một tiên tục nữa, một người tục nữa đồng đạo. Cho nên mình nhận định điều đó, cho nên từ đó mình mới suy ra được rằng đó, hôm nay mỗi đồng đạo chúng ta muốn làm tròn nghĩa nhân không đâu xa, xung quanh chúng ta, cha mẹ của mình, mình có cha có mẹ, thì mỗi đồng đạo chúng ta phải ráng lo hiếu thảo cha mẹ. Một con người mà đền đáp ơn tổ tiên cha mẹ thì người này mới trọn nghĩa nhân. Còn giờ này chúng ta phụ rải công ơn dưỡng nuôi cha mẹ thì coi như là chúng ta đổ vỡ. Mình lúc bây giờ không còn là người mà người với lấy tiểu cái người với lấy nhân nghĩa ở đời nữa đồng đạo. Rồi đồng thời là một con người sống ở đây, chúng ta có đất nước, chúng ta có quê hương, thì trách nhiệm chúng ta phải bảo vệ, phải gìn giữ quê hương đất nước của mình. Trên Đức Thầy dạy có hai chữ rác thôi trong cái phương diện đền ơn đất nước. Nếu đất nước đang bị lâm nguy, đang bị kẻ ngoài thống trị, thì Thầy dạy chúng ta là ráng cứu cấp nước nhà khi bị kẻ ngoài thống trị. Mà Đức Thầy chúng ta làm gương rồi,
kính thưa đồng đạo, Đức Thầy đã làm gương chúng ta thấy rõ rồi. Cho nên Đức Thầy mới viết trong cái bài cho thi sĩ Việt Châu đó: đường cơn sống dậy đắc bạn, thi nhân đứng ngó để tăng sĩ làm. Tăng sĩ quyết chùa am bế cửa, tuốt gươm vàng lên ngựa sông pha. Đền sông nợ nước thù nhà, thuyền môn trở gót Phật Đà Nam Mô đồng đạo. Đức Thầy chúng ta làm gương rồi đó. Đó là mình thiện quán trị trữ ráng đầu tiên. Rồi trữ ráng thứ hai nữa, khi đất nước hòa bình như ngày giờ này thì chúng ta phải thực hiện ráng nâng đỡ xứ sở quê hương trong lúc nghiêng nghèo và làm cho được cho nên cường thịnh. Như vậy thì hai chữ ráng này đồng đạo chúng ta phải lưu ý, phải nhớ. Do đó cho nên một người có trọn trung đất nước, người này mới thật sự là người có nghĩa nhân. Chứ những kẻ mãi quá cầu vinh thì những người này làm sao mà nhân nghĩa vẹn toàn được đồng đạo, phải không? Những người mà phải nói mãi quá cầu vinh như nói đến quan thượng của chúng ta, quan thượng là người nhân nghĩa vẹn toàn, vừa hiếu thảo với cha mẹ mà vừa trọn trung đất nước, là người nhân nghĩa vẹn toàn. Còn ngược lại Quỳnh Công Tấn, nói Quỳnh Công Tấn là chúng ta hiểu ngay là một tên mãi quốc cầu vinh, thì kể như là người này không có nói đến nghĩa nhân nữa. Họ không đáng mặt người quân tử, một kẻ tiểu nhân, một người ham mê danh lợi. Vì vậy cho nên hôm nay mỗi đồng đạo chúng ta phải ghi nhớ lời thầy dạy: bờ cõi vững lặng thân ta mới yên, quốc gia mạnh giàu mình ta mới ấm. Hay hoặc đó thầy đã khẳng định rồi, nước mất thì cơ sở của đạo sẽ bị lấp vùi, nước còn thì nền đạo được phát khai được rõ. Cho nên dân tộc và đạo pháp luôn đồng hành với nhau. Nếu mà đất nước giàu có phú cường thì đạo chúng ta cũng từ đó phát huy mạnh mẽ. Thì điều này thấy thực tế đồng đạo à, rất thực tế mà. Tại sao đạo chúng ta càng ngày phát triển, càng ngày càng rất là mạnh, phải không đồng đạo? Trước đây thì quý vị thấy, nếu mà nói đến thuyết giảng giáo lý hoặc làm từ thiện thì chúng ta chỉ ở một cấp độ thấp thôi. Còn giờ này là tăng lên gấp 5, gấp 10 đồng đạo. Bởi vì bây giờ mình xem lịch sử đi, tôi nói ví dụ như 20 năm về trước, một năm chúng ta làm từ thiện được bao nhiêu, một năm chúng ta thuyết giảng được bao nhiêu đồng đạo? Đâu có bao nhiêu đâu. Tại lúc ấy đất nước chúng ta còn nghèo. Rồi 10 năm về trước, lúc ấy đất nước chúng ta cũng khá rồi, cũng giàu rồi. Thì lúc bây giờ đạo chúng bắt đầu nó phát triển lên, phải không? Bởi vì dân giàu nước có mạnh, mà dân giàu công tác từ thiện mới mạnh, mà dân nghèo tiền để làm từ thiện đồng đạo, phải không? Rồi từ đó mới kéo theo trong các vấn đề, trong cái công tác phổ truyền giáo lý, từ đó mới nâng lên. Rồi nhất là thời gian hiện tại thì đất nước chúng ta có thể là vươn vai phù đổng với các nước trên thế giới, phải không đồng đạo? Đất nước chúng ta giờ này phải nói là mình phải nói rõ là mình rất là mừng đó. Thì đất nước phát triển cao chừng nào thì đạo giáo cũng từ đó mà phát triển. Cho nên hôm nay đồng đạo lo xây dựng đất nước là chúng ta đang lo vung công bồi đức để xây dựng đạo pháp của chúng ta đó. Mình phải hiểu điều đó. Chứ hôm nay chúng ta tu hành mà đồng đạo tách rời quốc gia, dân tộc thì xin thưa đồng đạo không được đồng đạo. Mình phải nhớ kỹ lời Đức Thầy dạy: đời đạo liên quan rạng chói ngời, hoặc là đời cùng đạo bi quan ly hiệp, tấm lòng thành gian truân trớ kiếp. Mà thầy dạy rất rõ hai cái này nó có sự gắn chặt với nhau, phải không? Do đó thì đó là nhân nghĩa ở đời đó. Đồng đạo hình dung hiện tại mà người nào mà phải nói rõ là sống mà chúng ta tách rời pháp luật đi, sống mà chúng ta không thượng tôn pháp luật, thì đồng đạo thấy người này giàu họ có ăn chay nhiều năm, họ có tu giỏi cái nào, họ có lên nói đạo hay cái nào, nhưng mà xã hội nhìn họ thế nào? Nhìn họ thế nào đồng đạo chúng ta rất rõ đó. Bởi vì hiện nay trong cộng đồng đạo Phật giáo mạo chúng ta cũng có rất là nhiều vị lão đạo tu cao dữ lắm, tu năm nay là cũng mấy chục năm, ăn chay nói đạo hay dữ lắm, mà cứ tối ngày cứ xôi xỉa, tối ngày cứ làm cái chuyện phải nói là đi ngược với pháp luật nhà nước. Trong khi đó Đức Thầy chúng ta là một vị Phật yêu nước, một vị dân tộc Việt Nam giàu sống cũng là dân quan đất Việt, giàu thác của thần đất Việt chứ bao lìa. Thế mà giờ này mình là tín đồ của Thầy mà chúng ta lại đi ngược với chủ trương của Thầy, đồng thời chúng ta cũng đang đi ngược với chủ trương của nhà nước, thì đồng đạo hình dung những con người này làm sao mà nhân nghĩa ở đời được? Ở chữ trung họ làm không xong nữa, họ làm sao đi xa được đồng đạo? Phải không? Không đi xa được đâu. Đây là cái thiền thang quan trọng mà chúng ta phải thực hiện trước tiên đó. Rồi ngoài chữ trung đất nước này thì tiếp theo chúng ta phải đền ơn Tam Bảo, như đồng đạo Lê Trường Giang trình bày rất là kỹ hồi nãy đó. Mình giờ này mình thương Thầy, mình muốn có được giữ lấy nghĩa nhân,
thì chúng ta phải học đạo, phải không? Học đạo mới biết được làm thực hiện, rồi chúng ta phải hành đạo, rồi sau đó thì chúng ta cũng truyền đạo, mình khuyên đồng đạo mình thực hiện theo những gì mà thầy tổ dạy. Rồi đồng thời bên cạnh đó, như tôi vừa bàn hồi nãy trong chữ nghĩa đó, thì hôm nay đồng đạo chúng ta mà muốn có nghĩa nhân thì mình phải đền ơn đồng bào nhân loại. Vậy thì đền ơn là làm gì? Đền ơn là chúng ta chia sẻ đó, đền ơn là chúng ta làm công tác từ thiện đó, chúng ta bố thí giúp đời đó. Mình nhìn đồng bào mình, người nào nghèo, người nào khổ, người nào màn trời trí đất, thì chúng ta sẵn sàng. Có tiền thì chúng ta cho tiền, có gạo chúng ta cho gạo, có quần áo chúng ta cho quần áo. Rồi đồng bào mình cần nhà thì chúng ta cho nhà, cần tôn chúng ta cho tôn, cần đất làm nghĩa địa chúng ta cho đất, cần hòm chúng ta cho hòm gương luôn, cần xe chuyển bệnh chúng ta có xe chuyển bệnh luôn, vào bệnh viện mà cần cơm nước miễn phí chúng ta cho luôn, đúng không đồng đạo? Do nên đó là những cái mà chúng ta đã đỡ đồng bào nhân loại đó. Do đó cái đạo, cái quá trình đền trả tư ân thì thật sự nó gần lắm, chứ không phải nó xa đồng đạo. Thấy như thế đó, cho thật sự là trong cuộc sống chúng ta chỉ cần đồng đạo làm được một việc, trong đó có nhiều việc, mà chỉ cần chúng ta không làm được việc này là mất rất là nhiều cái việc đồng đạo. Thì đó là chúng tôi cũng xin nói một số ý để mỗi đồng đạo chúng ta định hình được, bạch trinh với lấy nghĩa nhân, là mỗi đồng đạo chúng ta phải có đạo đức xã hội, đạo đức làm người. Chúng ta phải sống đúng theo cái nhân phẩm trong sạch, mà muốn giữ vẹn được đạo đức làm người, đạo đức xã hội, nhân phẩm trong sạch, tứ đại trọng ân là cái điều kiện cơ bản nhất mà chúng ta thực hiện. Cho nên hảo nào Đức Thầy mới dạy rất rõ, Đức Thầy dạy rất rõ nào là luân lý tứ ân, phải lo đền đáp sát thân mới còn. Và Đức Thầy cũng dạy thêm, ai mà xưa đặng vuông tròn long vân đến hội lầu son giữa kệ. Mà nếu chúng ta không vuông tròn thì xin thưa đồng đạo, long vân đến hội lầu son thì không có kề được, không gặp thầy đồng đạo. Cho nên đồng đạo thấy hai nhân vật nổi cộm trong sấm thi Đức Thầy, hai nhân vật mà chúng ta cảm thấy rất là có duyên với thầy. Một là ông Phan Châu Bá Long Xuyên, không đồng đạo, là một cái người có ơn, phải nói là có duyên sâu với thầy. Cho nên ông mới hỏi Đức Thầy đó, tan bồng nợ ấy trả sau xong, chí giúp dốc từ bi cổ tất lòng, nhân đạo còn mang chưa xử trọn, nghĩ sao giải thoát nợ tam bảo tan bồng. Thì hầu như cái tư tưởng của ông Phan Châu Bá cũng giống như tư tưởng của tôi và đồng đạo chúng ta rồi đó. Mình là người tại gia cư sĩ, mình thấy có nhiều cái sự việc mà chúng ta chưa có làm xong, làm sao nghĩ chuyện giải thoát. Cũng giống như cái pháp tu mà chúng ta bài ngày hôm nay, thì lúc bây giờ Đức Thầy mới trả lời rất rõ, đành rằng nợ thế trả chưa xong, mà biết ăn năn sửa lấy lòng, niệm chữ Di Đà tăng chướng nghiệp, thuyền từ thầy Đức Đại Non Bồng. Phần nhiều đồng đạo chúng ta thuộc có 4 câu, trong khi Đức Thầy cho ta 8 câu. Non bồng chư Phật xót nhân sinh, trí huệ trao dồi kháng kỵ kinh, an phận hơn bời danh lợi tạm, tề gia trung hiếu vẹn thân mình đồng đạo. Nếu mà tề gia trung hiếu không xong đó thì thân mình không vẹn. Tôi cho đồng đạo niệm Phật từ chiều tới sáng, từ sáng tới chiều, từ chiều tới sáng, từ sáng tới chiều, từ năm này sang năm khác mà không có tề gia trung hiếu thì đồng đạo không vẹn thân mình đâu. Đó là một nhân vật mà chúng ta cần học hỏi. Nhân vật thứ hai nữa là ông Cò Tào Hảo. Gần như bài pháp 37 câu đó thầy cho ông Cò Tào Hảo, thì đồng đạo thấy rõ đây là một cái bài pháp thượng thừa. Nào là rài tỉnh ngộ ái hà quyết dứt, nào là đèn đạo tâm sắc được soi đường, nào là trong sát thân giám thị lục căn, đừng cho chúng lính chúng tính lăng hoàng, ngoài thì chấp thủ mà ngăn lục trận, nào là phá ngũ quẩn đức lần tham ái, cội sân si cũng phải tấu trừ, nào là kim thân thị hiện dứt trừ tử sanh. Nhưng mà cuối cùng thầy kết sao đồng đạo? Đến ngày biển cả non mòn, tứ ân đã trả chẳng còn tội căn. Vậy thì cái câu kết là câu quan trọng. Dầu rằng tu những pháp rất là cao, nhưng mà nếu tứ ân mà không trả xong đó, tội căn còn. Mà tội căn còn sao giải thoát được, phải không? Cho nên chúng ta phải nhận định về lý đạo ở chỗ đó. Có nhiều đồng đạo chúng ta tu cao dữ lắm, cao chót vót đó, buông ra là bàn cái chuyện về giải thoát, bàn bát nhã tâm kinh, bàn cái chuyện trên mây, trên cực lạc gì đó. Nhưng mà cái việc thế gian là không sống, thì đó chúng ta chỉ có lý thuyết suông thôi, không đi xa đồng đạo. Giống như tôi vừa đưa ra cái ý đó, thì đó là cái nấc thang đầu tiên, cái thềm thang đầu tiên mà ngày xưa thì chúng ta thấy rõ, cổ nhân cũng dạy rất rõ là dục tu tiên đạo, tiên tu nhân đạo bắt tu tiên đạo viễn hỷ. Kính thưa đạo, cho nên hôm nay muốn tu được đạo tiên đạo Phật thì nhân đạo phải làm trước.
Mà nếu nhân đạo làm không xong thì đạo Phật, đạo tiên còn xa lắm vậy. Đức Thầy cũng dạy là ráng tu nhân đạo cho tròn mới hay như tôi vừa nhắc hồi nãy. Thì khi chúng ta làm được cái này trước đi, chúng ta mới bước qua bước thứ hai là muốn về cõi Phật, lập thân cõi trần. Vậy thì tám từ này chúng ta thấy có hai vế. Vế đầu là câu hỏi, vế sau là pháp hạnh. Vậy thì giờ này Đức Thầy hỏi chúng ta muốn về cõi Phật. Nếu chúng ta muốn về thì chúng ta thực hiện. Còn nếu không muốn về thì chúng ta ở lại. Ở đây đâu? Thì lúc giờ chúng ta được làm dân Phật quốc, hưởng sự thái bình. Bởi vì khi mà đồng đạo chúng ta thực hiện được cái từ nghĩa nhân, giữ lấy nghĩa nhân này, là chúng ta đã có một cái vé rồi. Lúc bây giờ mình thành người hiện rồi đúng không? Thành người hiện rồi, nghĩa nhân là người hiện đồng đạo. Đây là cái chuẩn mực người hiện của đạo Phật giáo hòa hảo đồng đạo à. Cho nên thầy mới dạy là hội Long Hoa chọn kẻ tu mi người hiện đức đặng phò chân Chúa. Hôm nay thành người hiện rồi, hoặc là hiền lành chừng đó xưng vậy. Quân thần cộng lạc mấy ngày vui tươi, đến đó ta mới mừng cười, nhìn xem ngọc đế giữa trời định phân. Thiên hoàng mở cửa các lôn, địa hoàng cũng mở mấy từng ngục môn. Mười cửa xem thấy gây hồn, cho trần coi thử có mà hay không. Nhân hoàng cũng lấy lẽ công, cũng đồng trừng trị cái lòng tà gian. Ấy là đến lúc xây sang, tam hoàng trở lại là đời thượng mực. Câu giảng đầu tiên thôi, chúng ta về một cái nơi an trú rồi. Nhưng mà nơi này chỉ là cái nơi tạm thôi. Bởi vì cái cốt lõi vấn đề ở đây là Đức Thầy thệ quyết một lời, thệ quyết một lời ta độ tận. Cho nên hôm nay thì đặt câu hỏi là muốn về cõi Phật. Nếu đồng đạo chúng ta muốn thì đồng đạo chúng ta bắt đầu thực hiện thêm. Như vậy thì nếu muốn, chữ muốn này thực hiện một cái vấn đề, đó là phải có niềm tin. Phải niềm tin. Và đồng thời hôm nay nếu muốn về cõi Phật thì đồng đạo phải nhàm chán cõi đời này, chúng ta không về có Phật được. Còn nếu như ở đây chúng ta còn đam mê cõi đời này, đúng với câu là một tay nắm lấy hoa sen, một tay nắm lấy nhỏ nhen chuyện đời, chúng ta đâu về có Phật được đúng không? Cho nên bây giờ tôi hỏi tôi, Chí Tâm ơi, có muốn về có Phật không? Nếu muốn thì cần phải làm gì? Rồi quý đồng đạo chúng ta hỏi mình có muốn về có Phật không? Hay hoặc mình nói ôi cái cõi đời này được đủ rồi, tôi có chồng nè, tôi có vợ, tôi có con, tôi có nhà cao cửa rộng, tôi có quyền cao trước trọng ở đây à. Đó là tùy. Cho nên chúng ta thấy đây là một cái tính gọi là tính tự nguyện. Tu không tu cũng không mời thỉnh, mặc tình ai trọng kính hay khen, không ép đồng đạo à. Đức Thầy chúng ta rất là tế nhiệm đề này. Đức Thầy chẳng ép ai ăn chay, chẳng suối ăn mặn, tùy theo trình độ lòng nhân của mình mà thôi, phải không đồng đạo? Cho nên hôm nay đồng đạo muốn về cõi Phật, vậy thì cõi Phật đây là chúng ta đang nói về cảnh cực lạc. Giống đoạn khác thì rất rõ là kiếm con hiền đức dốc về nơi cõi Phật Tây Phương an nhàn. Vậy thì hôm nay chúng ta nói đến cõi Phật, muốn về cõi Phật như tôi vừa nói là chúng ta phải tin. Tin cái gì? Tin có cõi Phật. Đây là vấn đề then chốt. Bởi vì cũng có rất là nhiều học giả, và đồng thời những học giả này là tín đồ Đức Thầy. Người ta không tin có cực lạc, không tin cõi Phật. Mà nếu trong đời tu của mình cái đồng đạo, mà đồng đạo chúng ta không có một đức tin có cõi Tây Phương cực lạc, không có một đức tin có cõi Phật, thì đồng đạo chúng ta khó lắm. Khó bao giờ chúng ta thực hiện các pháp tu để chúng ta tinh tấn về đó. Cho nên hôm nay cái quan trọng đầu tiên khi mà chúng ta muốn đó, thì đồng đạo phải tin rằng có cõi Phật, có cõi cực lạc đồng đạo à. Mình phải tin điều đó. Và điều đó được Đức Thầy chúng ta trải nghiệm rồi. Bồng Lai điên dại có ngôi Tây Phương cực lạc hùng ngồi to sáng. Đức Thầy chúng ta ở bên đấy, Thầy trở về đấy mà. Có nghĩa Đức Thầy từ bên cực lạc, sao chẳng ngồi nơi ngôi vị hưởng quả bồ đề trường thọ, mà còn lan lỗi xuống hồng trần đang chịu cảnh chế khen. Thầy mới dạy là tìm cực lạc nó ranh đường ngó đồng đạo. Đức Thầy đã khẳng định rồi. Cho nên Đức Thầy ở bên kia, ở bên mà thiên trước tòa sen có chỗ ngồi, xuống trần chẳng dũng chốt cao ngôi. Từ bên kia vì thương chúng ta, lòng thương sanh chúng luân chuyển kiếp, giải dương trần đoạn sắc thân. Vì thương chúng ta từ bên cực lạc, Đức Thầy lâm phàm trở về đây. Rồi trở về đây Thầy triển khai các pháp tu để Đức Thầy dắt chúng ta về bên kia. Rõ ràng cái đồng đạo khai ngọn đuốc từ bi chí thiện, tìm con lành nhắc lại Phật được. Cho nên hôm nay mình phải đặt trọn niềm tin là có cõi Phật, và chính Đức Thầy chúng ta đã trải nghiệm là cái người đắc đạo, tỏ tâm sự của người liễu đạo, hoặc là kinh nghiệm rồi ta mới diễn ca. Mà đồng đạo thiếu đi đức tin này thì đường tu chúng ta khó có mà
bước đường nấc thang dài để chúng ta về cực lạc, đạt là mục đích cứu cánh này đồng đạo. Thì đó là yếu tố quan trọng đầu tiên để hỏi chúng ta có muốn về cái Phật hay không. Và đồng thời khi chúng ta có đức tin và mình đã muốn về có Phật rồi, thì Đức Thầy dạy lập thân cõi trần. Nghe từ ngữ đơn phương lập thân cõi trần mà chưa kịp suy nghĩ thì chúng ta nghĩ là thấp. Có gì đồng đạo nghĩ thấp? Nhưng mà khi chúng ta chi tiết vấn đề thì xin thưa đồng đạo, không thấp, không thấp đồng đạo. Và từ lập thân này Đức Thầy cũng dạy rất là nhiều chỗ đồng đạo. Lập thân cứu giúp thế nên công quả, muôn kiếp danh hiện sách vẫn biên. Mà Thầy rất rõ trong cái bài là tức là trong cái bài Đức Thầy xác định rất rõ là luận việc tu hành. Hay hoặc Đức Thầy xác định rằng đó, lo lo liệu liệu chịu tiếng trận, có một hội này ráng lập thân, chứ để trễ trầy e chẳng kịp, phiên ai phiên sớm đáng chiên cọt. Cho nên đức chữ lập thân Thầy rất là nhiều, giống như Đức Thầy đã lập thân. Lập thân cứu thế phải chuông chiên. Kính thưa đồng đạo, như Thầy chúng ta ra đời Ngài cũng đã lập thân đó. Như vậy thì thông qua các từ ngữ mà chúng ta nhận định được lời dạy Đức Thầy, thì lập thân là gì? Lập thân có nghĩa rằng chúng ta phải mượn cái thân này. Lập thân chúng ta mượn cái thân này để chúng ta vun công bồi đức. Mượn cái thân giả này để chúng ta tạo cái của thiệt. Và đồng thời lập thân ở đâu? Đức Thầy dạy lập thân cõi trần. Lập thân ngay trong cõi trần này, chứ không phải chúng ta lập thân ở đâu. Bởi vì gẫm trong cõi tạm nhiễm màu mà. Cho nên hôm nay đồng đạo chúng ta tu là tu tại thế gian này. Chúng ta vun công bồi đức là vun công bồi đức tại thế gian này. Giờ này học Phật, đồng đạo biết rằng cái thân này giả, đúng không? Nhưng mà giờ này chúng ta nói cái thân này giả, chúng ta phủi bỏ cái thân, chúng ta giết hại cái thân, không nương tựa cái thân, thì biết bao giờ chúng ta kiếm cái thật. Bởi vì thân là phương tiện, thân là thuyền bè. Cho nên hôm nay mỗi đồng đạo chúng ta phải mượn cái thân. Đức Thầy dạy lập thân có nghĩa là chúng ta mượn cái thân, nhờ cái thân để chúng ta tạo cái công đức, cái phước đức. Mà một khi đồng đạo mất cái thân này thì đồng đạo muốn tu cũng được nữa. Nhưng mà nếu nói khái niệm của đạo Thầy thì nếu chúng ta không có thân này thì xin thương đạo gọi là tu quánh. Còn có cái thân này gọi là tu tắc đó. Cũng giống như cái mẫu chuyện mà giữa ông Hai Quê và ông Ba Ngà. Vậy thì đồng đạo Hai Quê là tín đồ cũ, tu lâu rồi. Và đồng đạo Ba Ngà là cái người mới phát tâm tu. Đồng đạo nhớ kỹ, cái người mà mới phát tâm tu võng mạnh dữ lắm, tinh tấn lắm đồng đạo. Muốn tu là muốn dứt vỏ cái một à. Hồi đó tôi cũng vậy đồng đạo. Khi mà phát tâm tu là bỏ hết mọi thứ à. Cả như là danh lợi không màng à, danh lợi tình là bỏ hết đồng đạo. Lúc đó mạnh lắm. Cho nên lúc ấy Đức Thầy chúng ta đang ở tại nhà của ông Hương Bộ Thạnh, ở làng Dân Nghĩa, ở Kinh Sáng Sà No Đạch Thổ Đũa, ở làng Dân Nghĩa Cần Thơ. Thì lúc bây giờ đồng đạo hai Quê và Ba Ngà thì trú ngụ ở tại làng Phú An của Phú Tân. Thì hai vị này mới rủ với nhau, thôi bây giờ mình xuống thăm thầy. Thì lúc bây giờ đồng đạo Ba Ngà tính rằng, anh hai à, thật sự giờ tôi ham tu dữ lắm rồi, tôi muốn bỏ hết mọi thứ anh hai. Lần này mà xuống thăm thầy đó, anh xin thầy đó, cho tôi ở luôn dưới thầy đi, gần thầy tu mau đắc đạo anh hai. Thì lúc bây giờ tính rồi, thì hai anh em mới xuống cái thuyền, chiếc xuồng đó, xuồng chèo. Thì đồng đạo thấy ngày xưa đâu có phương tiện mà máy móc xe cộ giờ này, phần nhiều là xuồng chèo. Thì hai ông chèo cả nửa ngày mới tới Cần Thơ. Thì lúc bây giờ đến gặp thầy, mừng thăm thầy lắm, ở đó chơi một ngày. Thì sau khi chơi một ngày, lúc bây giờ thì đồng đạo Hai Quê đó mới thỏa thẻ với thầy, dạ thưa thầy, đồng đạo Ba Ngà đó mới biết đạo ham lắm, cho nên nhờ con xin với thầy cho được ở đây tu với thầy. Thì lúc giờ thầy không có nói đồng đạo, thầy cười. Cái thầy đi vào trong phòng á, thầy đem ra 7 đồng bạc, thầy mới đưa cho đồng đạo Ba Ngà. Thầy nói thôi ông đi về đi, ông lấy 7 đồng đi về đi. Thì lúc giờ đồng đạo Ba Ngà ngại, ở giờ thầy cho tiền ngại không dám lấy. Nói dạ thưa thầy, được rồi thầy, chúng con đi xuống đây đi xuồng chèo, đâu có tốn kinh phí gì đâu. Thì nói tôi cho thì ông nhận đi. Thì thầy nói vậy thì làm sao mà không nhận đồng đạo. Thì nhận. Sau đó thầy kêu hai ông đi về đi. Thì lúc bây giờ bỏ ý định ở đó tu với thầy. Thì lúc bây giờ sau khi mà chèo thuyền về tới tổ đình, thì lúc bây giờ hai anh em ghé đó, lúc bây giờ đồng đạo Ba Ngà phát bệnh nặng. Cho nên lúc giờ là không xuống thiền được.
thì đồng đạo hai quê mới chèo thuyền về làng Phú An, mới cho gia đình hay là đạo Ba Ngà bệnh vậy đó. Thì lúc bây giờ gia đình của đồng đạo Ba Ngà mới đem cái xe ngựa xuống để chở Ba Ngà về nhà. Thì từ khi mà rời khỏi làng Dân Nhân Nghĩa Cần Thơ thì bệnh kéo dài đúng 7 ngày. Sau đó thì đồng đạo Ba Ngà trút hơi thở sau cùng, dầu rằng đó là thuốc thang này kia cũng dữ lắm. Thì sau khi chết rồi thì lúc bây giờ gia đình cũng thương, cho nên lúc bây giờ đó mới là xây dựng cái mồ ở phía sau á, phía sau nhà. Thì lúc này thì đồng đạo hai quê thì thật sự là thấy câu chuyện nó hết sức linh nghiệm, mà ứng với cái vấn đề mà đó thầy cho 7 đồng. Chẳng những vậy mà thầy còn dặn, thầy nói là đem 7 đồng này về nhà cắt một cái cốc phải sau hè tu đi, chứ đừng ở đây với tối, thầy còn dặn vậy nữa. Mà giờ này rõ ràng đồng đạo 7 đồng ứng cái 7 ngày, và cuối cùng thì tiền này cũng là mồ mả phía sau hè. Cho nên sau đó 2 ngày, ngày thứ 9, thì lúc bây giờ thì đồng đạo hai quê cứ nghĩ là đức thầy chưa biết, xuống dưới để bạch thầy, cũng luôn tiện hỏi thêm một số cái sự kiện kết quả tu hành của đồng đạo Ba Ngà. Thì khi mà lúc bây giờ thì đồng đạo hai quê vừa xuống với nhà Hương Bồ Thạnh gặp thầy thì chưa nói nữa, ông hai quê chưa có nói, thầy nói nghĩ lại cũng thương Ba Ngà vắng số như vậy, có nghĩa là đồng đứa thầy biết hết rồi. Thì lúc giờ ông hai quê buộc miệng nói dạ thưa thầy, đồng đạo Ba Ngà mới có tu mấy ngày vậy đó rồi chết như vậy đó, có được đắc đạo không thầy? Thì thầy nói được chứ, bởi vì được tôi là ấn chứng là được, nhưng mà tu như đồng đạo, tu như ông Ba Ngà vậy đó thì gọi là tu quanh cũng đắc đạo nữa, nhưng mà phải trải thời gian dài. Thì lúc bây giờ ông hai quê nghe nói tu quanh, nói ủa vậy là tu tắc sao thầy? Thì lúc giờ thầy nói tu tắc là như ông vậy đó, còn cái thân á, ông vừa công phu hành đạo, ông vừa làm lành tránh dữ, ông vừa giúp thế độ đời, ông vừa làm từ thiện, thì đó gọi là tu tắc. Như vậy thì qua mẫu chuyện này, cũng như đức thầy dạy là lập thân giúp, lập thân cứu thế nên công quả đó. Cho nên hôm nay mỗi đồng đạo chúng ta còn cái thân, thì đây là cơ hội mà theo lời thuật lại trong mẫu chuyện của đồng đạo hai quê và Ba Ngà, thì hôm nay có cái thân này là đồng đạo chúng ta đang tu tắc đó. Cho nên hôm nay lập thân cõi trần, thì giờ này tôi và đồng đạo chúng ta phải mượn cái thân, mượn cái giả để tìm cái thật. Đồng đạo nhớ kỹ, cái thân là giả đúng không? Điều này thì tất cả chúng ta nhận định rồi, thân mình là giả mà, phải không? Thân mình vô tới đại hiệp thành, nhưng mà hành động tạo tác của thân thì cái kết quả đó là thật. Thân là giả mà thân này giết người coi, cái quả đó thật hay giả? Cái đó là cái nghiệp thật. Rồi thân này công phu hành đạo thì được cái kết quả là thật. Cho nên hôm nay lập thân cõi trần, thì mỗi đồng đạo chúng ta thứ nhất, mình phải mượn cái thân này để đài cái thân này, ít nhất một ngày cũng phải cúng lại hai thời cho ta, đúng không đồng đạo? Bởi vì mình có cúng lại mình nó về cõi Phật được. Bởi vì hôm nay đồng đạo mà nếu không quy y đó, thì tôi và đồng đạo ở ngoài cửa đồng đạo à, không về cõi Phật đâu à. Chúng ta đừng có bì vào thời Đức Phật. Có người nói rằng đã ngày xưa Đức Phật đâu cúng lại đâu, Đức Phật đâu có dạy các vị trong tăng đoàn cúng lại đâu, mà tại sao giờ này mình tu Phật lại cúng lại? Thì điều này chúng ta đừng so bì đồng đạo. Bởi vì tùy theo điều kiện, tùy theo căn cơ, tùy theo cái nghiệp lực, mà ngày xưa thì người ta bỏ ra cái người ta thông qua được Đức Phật, thông qua được cái phương tiện này, còn giờ này chúng ta là không được rồi đồng đạo. Cho nên Đức Thầy mới dạy là muốn cho nên phi sớm chuyên cần nè, lòng chí nguyện sẽ cầu Phật thánh. Vì vậy cho nên đồng đạo muốn về có Phật đó, thì đồng đạo chúng ta phải cúng lại sớm chiều bình đẳng chớ lơi, thường hành như vậy nhớ lời đừng sai. Cho nên đồng đạo nhớ kỹ, Đức Thầy không có dạy chúng ta cái vấn đề mà cúng lại mà chăm chế nha, thờ phượng cái Thầy chăm chế đó. Nếu mà chúng ta nhà mình đầy đủ, chúng ta thờ ba ngôi. Nếu nhà chật, Đức Thầy chế thờ có một ngôi à, là bằng thông thiên. Mà nếu chúng ta không có nhà, Đức Thầy chế chúng ta không cho, chúng khỏi thờ luôn, hoặc là chúng đồng cái khác. Nhưng mà Thầy không có chế chúng ta cúng đồng đạo. Dầu chúng ta có đi làm ruộng xa nhà, Đức Thầy dạy tới thời cuối cũng phải ngó về hướng Tây mà tưởng niệm. Rồi nếu chúng ta có đi xa nhà thì đồng đạo chúng ta cũng tưởng niệm trong tâm, đâu có chỗ nào Thầy dạy chúng ta là chế cúng đâu. Cho nên hôm nay tại sao biết cái thân này giả, mà đồng đạo không buộc cái thân này, nó tạo công đức thiện ở chúng ta đồng đạo. Bởi vì khi chúng ta có cúng thì chúng ta mới hiểu được cái giá trị, cái giá trị của cải hối ăn năn,
Và cái giá trị của lời thệ nguyện: nay con nguyện cải hối ăn năn, làm lành lánh dữ, quy theo mấy ngày tu hiền theo Phật đạo. Thì có tu hiền theo Phật đạo thì chúng ta mới về cõi Phật được. Còn giờ này đồng đạo thiếu quy y, thiếu cúng lại, thì xin thưa đồng đạo, khó, khó về cực lạc lắm à. Không bao giờ chúng ta được về cõi Phật đâu. Cho nên hôm nay chúng ta phải vận dụng những cái chúng ta còn. Do đó giờ này chúng ta còn đứng được, chúng ta còn cúng được, đồng đạo ráng cúng. Lỡ đây ngủ một đêm thức dậy, cái lỡ chúng ta bị tai biến, nó đi cà nhắc sao cúng đồng đạo. Phải không đồng đạo? Mình phải tận dụng ở đây. Không phải là mình nói một cách gì đó, nhưng thật sự là như vậy. Cũng có nhiều đồng đạo chúng ta lúc sanh tiền mạnh khỏe không có cúng, rồi tới già yếu một chút rồi cái than lại đứng không có nổi à, cúng xuống nó nhức cái xương sống, nó nhức cái chân. Cho nên lúc bây giờ chỉ nguyện trong tâm thôi, uổng không đồng đạo? Uổng lắm. Cho nên hôm nay mình phải tận dụng cái thời gian mà chúng ta còn khỏe, còn mạnh để chúng ta đã hành đạo. Rồi ngoài cúng rồi thì giờ này chúng ta buộc cái thân mình nó ăn chay. Hồi đói năng mặn không à, nhưng nó cũng vậy ha. Hồi đói năng mặn cho nên lúc bây giờ nó lúc nào nó cũng gây luôn cái nghiệp. Chẳng những nó gây cái nghiệp do chúng ta sát sinh, mà đồng đạo ăn mặn thì cái máu huyết rồi những cái chất độc của các loài thú ăn mặn mà ăn nhầm các cái con cá mà cá nuôi đó, nó còn dư động cái chất thú y đó. Ăn nhầm những con lợn đó, người ta nuôi cho thuốc thú y mà còn dư động chất thuốc đó. Hoặc giả chúng ta ăn nhầm những cái con mà bị dịch cúm đó, thì đồng đạo thấy không, rất là nguy hại cơ thể. Đây là tôi nói về phương diện sức khỏe đó. Rồi đồng thời về phương diện kinh tế, hôm nay chúng ta ăn chay là đương nhiên nó đỡ tốn tiền hơn chúng ta ăn mặn đồng đạo à. Rồi về phương diện về trí hóa các bạn, nếu đồng đạo chúng ta ăn chay thì máu huyết chúng ta nó lành, chúng ta ăn lành, ít có nóng nảy, ít có sân si, ít có ham muốn. Còn nếu đồng đạo chúng ta ăn mặn thì lúc bây giờ máu huyết nó nóng nảy lắm. Bởi vì khi đồng đạo bắt đầu chúng ta sát vật, tôi nói ví dụ giờ mình chuẩn bị mình cắt cổ một con vật nào đó, hoặc là mình đang sát huyết giết một con cá, thì nó lúc đó nó tức giận, nó đau khổ, nó ấm ức, thì đương nhiên những cái hóc môn, những cái thần kinh, những cái giọt máu bầm máu độc trong cái tức tối đó, thì cuối cùng chúng ta ăn vào thì đương nhiên là nó làm chúng ta không có được tỉnh, làm chúng ta rất là nóng nảy đồng đạo. Cho nên giữa cái người ăn chay và ăn mặn thì chúng ta thấy nó có khác nhau. Do đó thì hôm nay thì mỗi đồng đạo chúng ta phải nhớ vấn đề này. Nhất là sống thời buổi này, chúng ta tránh cái trường hợp tích trữ cơm tiền dành cho nó ăn, để dành thuốc thang cho nó uống, kiếm tiền chắc cho nó vui. Mà giờ này mỗi đồng đạo chúng ta phải lập thân, dựa cái thân này ăn chay, như là Đức Thầy dạy là phận tu hành đảm bạc đấu tướng. Giờ này đồng đạo chúng ta đừng có nhớ cái câu giảng mà chay bữa bữa là quy tắc nữa, mà chúng ta nên nhớ là phận tu hành đảm bạc đấu tướng. Hoặc giả cho chúng ta nên nhớ rằng là tương dưa giữ phận trò trọn, cuối niên thân dậu mất còn sẽ phân. Hoặc là tương với muối cháo rau đạm bạc, nghèo lương hiền biết niệm Di Đà. Thầy dạy rất là nhiều câu. Cho nên chúng ta nên nhớ những điều tích cực hơn trong cuộc sống. Vả lại đời sống ngày giờ này đồng đạo chúng ta ăn chay nó rất là dễ đồng đạo. Tôi nói thật cái đồng đạo nghe, ở đây là tôi nói theo cái hiểu của mình đó. Ăn chay là một pháp tu nó dễ dữ lắm luôn đồng đạo. Nó dễ dữ dằn luôn đó. Mà giờ này tu ăn chay không được, nếu muốn về có Phật không có đâu, đừng có mong. Cúng lại nó dễ dữ lắm luôn đồng đạo. Hai cái pháp nó dễ dữ lắm, không có tốn tiền, không bạc gì hết. Ai cũng làm được hết trơn, mà làm không được nữa thì làm sao về có Phật được đồng đạo? Phải không? Đây là cái bước đầu tiên nhất trong đời tu chúng ta. Hai pháp môn này mà chúng ta làm không xong nữa, chúng ta đi không xa đồng đạo ạ. Đồng đạo suy nghĩ kỹ là tôi nói đi. Không phải tôi ép đồng đạo ăn chay đâu. Không phải tôi ép đồng đạo cúng lại đâu. Thầy còn không ép, sao tôi dám ép đồng đạo? Phải không? Nhưng mà chúng ta nên nhớ kỹ, hôm nay chúng ta còn ăn mặn là chúng ta không có giữ được nghĩa nhân đó nha. Phải không đồng đạo? Bởi vì mình còn ăn mặn mình mất đi cái lòng nhân. Mình phải ăn chay thì mới thể hiện được cái tình thương giữa con người với muôn loài vạn vật đồng đạo à. Nó liên đế luôn ở cái câu đầu nãy đó đồng đạo. Rồi đồng thời bên cạnh đó, bên cạnh cũng lại ăn chay, thì yếu tố tiếp theo để chúng ta lập thân cõi trần, thì mình sống trong cõi thật trần này là cái cơ hội để chúng ta tạo phước. Cho nên nhờ sống trong cõi trần này chúng ta mới có điều kiện làm từ thiện. Tôi nói ví dụ, tôi và đồng đạo sanh về cõi trời, chúng ta làm từ thiện được không đồng đạo? Đâu có được. Vì vậy tại sao mà trong ba cõi sáu đường này Đức Phật lại ra đời tại cõi Ta Bà, cõi trần này?
Bởi vì cõi này nè, cõi này là chúng sanh rất là khổ, cõi này chúng sanh tu hành rất là dễ tạo phước. Còn nếu mà lên cõi trời là cõi thụ hưởng, cõi này thì làm sao mà chúng ta làm phước được, làm cho ai đồng đạo ai cũng dư giả, ai cũng có hết trơn đồng đạo. Bởi cõi cõi hưởng thụ mà, mình chỉ cô động lại trong tứ đại bộ châu thôi. Chúng ta chỉ cô động lại là Bắc Cu Lu Châu, rồi Đông Thắng Thần Châu, rồi Tây Ngưu Quá Châu, và cõi chúng ta ở là Nam Thiện Bộ Châu. Nếu mình sinh vào cái cõi mà Đông Thắng Thần Châu đó, thì xin thưa đồng đạo, cõi này là cái cõi, phải nói gọn là cái người dân đó sống được tới 1.000 tuổi. Cõi này là gọi là không làm cũng có ăn. Con người cao to, Đông Thắng con người cao to đẹp đẽ dữ lắm. Cõi này người dân không có tu đồng đạo. Rồi cõi thứ hai là Bắc Cu Lu Châu cũng vậy. Bắc Cu Lu Châu thì cõi này nó có lò phản trên dưới 50 loại trái cây. Không cần phải chăm sóc, không cần phải gieo giống. Lúc nào nó cũng có trái chín chứ. Coi như là đói thì cứ ra bà ra bà ăn. Và cái người dân sống trong cõi này là như thế nào? Người ta sống trên dưới phần 700 tuổi đó, người ta mới tức là mới mãn phần, người ta sống hưởng thụ, người ta cũng không có tu hành gì nữa, cực khổ. Rồi cái cõi tiếp theo nữa là Tây Ngưu Quách Châu. Cõi này giàu rằng không bằng hai cõi kia, nhưng mà người dân rất là trù phú, người ta sống tới 500 tuổi đồng đạo. Và đặc biệt cái cõi chúng ta là cõi Nam Thiện Bộ Châu. Cõi này gọi là Diêm Phù Đời. Cho nên Đức Thầy bây giờ rất rõ đó, tu cho qua cửa Diêm Phù, khỏi xa địa ngục Ngao Du Thiên Đài. Đức Thầy dạy chúng ta đây ở là đang cái cõi này có Diêm Phù Đời. Cõi Diêm Phù Đời này thì quân bình giờ này đất nước Việt Nam chúng ta là 73 tuổi mấy. Trong đó là các cõi kia người ta 500 tuổi, 700 tuổi, 1.000 tuổi. Và nếu như đồng đạo mà về được cái cõi Thượng Nguyên Thánh Đức đó, cõi này là sao chúng ta tới 10.000 tuổi. Bởi vì trong Kim Cổ Kỳ Quang ông Ba dạy rất rõ là đời Thượng Nguyên tuổi có dư muôn. Khi mà sống được mà làm dân Phật quốc hưởng sự thái bình đó, mà chúng ta thực hiện chữ nghĩa nhân hồi nãy là chúng ta sống cái cõi này đến 10.000 tuổi. Dư muôn là dư 10.000 tuổi đâu, một muôn là 10.000 thôi. Cho nên từ đó mình hiểu một khái niệm rộng này đó, thì chúng ta thấy cõi này đúng là cõi khổ đúng không? Cõi tục, cõi trượt, cõi khổ. Vì vậy cho nên sống trong cõi trần này là cơ hội để chúng ta làm phước đồng đạo, cơ hội để chúng ta vun công bồi đức. Cho nên hôm nay cái yếu tố thứ ba để mỗi đồng đạo chúng ta lập thân cõi trần, thì giờ này chúng ta phải làm tất cả các việc từ thiện giúp đời. Hôm nay chúng ta mượn cái thân này để chúng ta làm từ thiện, hoặc giả chúng ta mượn cái thân này để chúng ta tạo ra tiền, để chúng ta lấy tiền đó chúng ta làm từ thiện. Do đó chúng tôi thường nói đồng đạo, ngày xưa mà chưa tu đó, chúng ta làm có một hai à, vừa làm vừa chơi. Bởi mình đâu có biết cái gì đâu ơn nghĩa ở đời, đâu có biết cái gì là lo tròn cha mẹ như thế. Mình chỉ biết mình làm mình đủ ăn đủ sống thôi à, hoặc giả là dư giả mình mua sắm những vật dụng cần thiết trong cuộc sống của mình. Nhưng mà giờ này mình biết đạo rồi đúng không, mình thấy người ta khổ rồi, mình thương người. Mà bây giờ đồng đạo thương người mà không có tiền sao mà chúng ta làm từ thiện được, thì đó là cách động lực để chúng ta bắt buộc phải cần kiệm sốt sắng lo làm ăn, để chúng ta có được tiền, có được vật chất để chúng ta chia sẻ san sẻ với những người đang thiếu thốn. Vì vậy cho nên một cái người mà nhận định đúng vấn đề, thì mỗi đồng đạo chúng ta lập thân cõi trần này, chúng ta phải lăn xả vào các công tác từ thiện xã hội như chúng ta bàn ở cái chữ nghĩa hồi nãy. Đồng đạo nhớ kỹ rằng đã cuộc đời Đức Phật, sở dĩ Đức Phật chúng ta thành được cái ngôi vị cho đẳng chánh giác, thì đồng đạo xem lại trong kinh Bách Vụ đi, hầu như là hàng trăm kiếp về trước đó, kiếp nào Đức Phật chúng ta cũng làm từ thiện xã hội hết đồng đạo à. Bởi vì đây là cái điều không thể thiếu mà, trong cái lộ trình về cực lạc thì không thể nào thiếu phước, không thể nào thiếu công đức. Mà nếu chúng ta không làm từ thiện thì làm gì có phước, làm gì có công đức để chúng ta được về bên kia. Cho nên vấn đề này thì thật sự là mình cũng mừng lắm, bởi vì đồng đạo chúng ta làm thiện rất là tốt đồng đạo. Đất nước Việt Nam chúng ta Phật giáo Hòa Hảo là một tôn giáo trong 6 tôn giáo lớn mà chúng ta đứng hàng thứ 6 nha. Nếu nói về mật độ tín đồ, về phổ rộng, chúng ta không bằng các tôn giáo khác. Nhưng mà mừng một điều là nói về công tác từ thiện xã hội, nói về lập thân cõi trần này là chúng ta đứng đầu. Điều này đồng đạo đã nhận định rõ rồi, chúng ta đứng đầu đồng đạo, đứng đầu về công tác thiện xã hội thì mình làm rất là tốt, rất là tốt. Nhưng mà công tác từ thiện xã hội này chưa có hoàn toàn đạt được kết quả cao. Bởi vì nhiều khi chúng ta có làm nhưng mà không có hưởng. Có nghĩa là phước thì đáng lẽ ra chúng ta tích, nhưng mà đằng này phước thì chúng ta tán, không chịu tích đồng đạo. Có nghĩa là nãy giờ chúng ta bàn này cúng lại cũng có công đức nè, ăn chay công đức dữ lắm nè đồng đạo à, rồi làm phước công đức dữ lắm.
Nhưng mà công đức thì nhiều, nhưng mà cuối cùng đời phía sau chúng ta có cái cửa sau á, tiền vô cửa trước ra cửa sau trời. Tức là phước thì theo Đức Phật dạy, phước phải tích, phải vun bồi. Mà đằng này có nhiều xài hết nhiều, có nhiều tán hết nhiều. Cho nên giống như bữa nay đồng đạo chúng ta đi làm được 200 ngàn, đáng lẽ chúng ta xài 20 ngàn thôi, mình dành dụm 180 ngàn đó, mới mới mình có, mình hưởng để mình mua sắm cái này cái kia, lên ngôi cao vị cao. Như này chúng ta làm 200 ngàn, về nhà chúng ta xài 200 mấy, vậy cái chúng ta làm nợ, nợ nợ là nghiệp. Theo đồng đạo, dư là phước, tức là tiền là phước, mình ví dụ như vậy. Như vậy thì giờ này để muốn đạt được kết quả được về cõi Phật, bởi vì cái mà chúng ta bàn là về cực lạc mà, về cõi Phật. Cho nên hôm nay đồng đạo chúng ta vừa làm phước, chúng ta làm từ thiện bên ngoài, đây là một thiện. Cái quan trọng là chúng ta phải kết hợp với thập thiện, kết hợp với 10 điều thiện nữa mới hoàn mãn được đồng đạo. Bởi vì Đức Thầy dạy là chúng sanh tịnh được tam nghiệp mới mong về cõi Phật. Mà nếu giờ này đồng đạo chúng ta không tịnh được tam nghiệp, làm sao về cõi Phật? Tịnh tam nghiệp, dứt thập ác, hành thập thiện. Đức Thầy mở ngoặc đọc lại trong quyển phiên thiện, đọc lại trong cuốn phiên thiện chứ. Như vậy thì giờ này chúng ta đừng quên 10 điều thiện này. Nếu đồng đạo mà quên 10 điều thiện này thì cái công tác từ thiện hàng ngày chúng ta làm đó thì nó vô hiệu quá, không kết quả đồng đạo. Rồi ở chỗ khác Thầy giải rất rõ là cầu tỉnh ba nghiệp sông suối, Tây phương quyết đáo chuẩn vua Phật Đại. Như vậy thì hôm nay lập thân cõi trần, đồng đạo đừng nhìn đâu xa, nhìn cái thân này nè, đừng nhìn đâu xa, nhìn cái thân. Cái thân này sống trong cõi trần thì giờ này thiện hay ác, khi mà chúng ta nói 10 điều ác thì đồng đạo biết cái bản chất của nó thế nào rồi. Cái bản chất là ác mà, là nghiệp mà, là độc. Còn khi mà nói 10 điều thiện thì cái bản chất là thiện, là lành. Từ ngữ thôi, chúng ta mà suy gẫm là chúng ta cảm nhận thẩm thấu được cái nghĩa của nó rồi đồng đạo à. Cho nên hôm nay đồng đạo còn phạm ác, thân này còn phạm ác thì đồng đạo chúng ta chắc không về cực lạc được à, không về cõi Phật được à. Đó là mình không có lập thân. Như vậy thì lập thân này thì mỗi đồng đạo chúng ta phải lập chí, để mỗi đồng đạo chúng ta làm sao phải kiểm soát được cái thân của mình, kiểm soát hành động của mình. Nếu hành động chúng ta mà còn sát sanh, còn đạo tặc, còn tà dâm, chúng ta ở đây hoài, làm sao chúng ta về có Phật được. Dầu đà đồng đạo có ăn chay, đồng đạo có niệm Phật, đồng đạo có cúng lạy, đồng đạo có làm từ thiện, nhưng mà quán triệt cái thân chúng ta, ba ác này mà chúng ta không trừ đó, thì xin thưa đồng đạo chúng ta không đi xa đâu, không đi xa được đồng đạo. Mình cứ lẩn quẩn ở trong cõi tục này thôi đồng đạo à. Lúc bây giờ chúng ta có làm nhưng mà bị cái thân ăn hết rồi, bị ba cái nghiệp này nó hưởng hết, chúng ta có được gì đâu. Rồi đồng thời trong thân chúng ta nó có cái khẩu, có cái miệng. Ông trời sanh tôi và đồng đạo hai con mắt, hai lỗ mũi, hai lỗ tai, nhưng có cái miệng. Có nghĩa ông trời ông nói rằng, ông thượng đế ông nói rằng đó, đồng đạo chúng ta nên nhìn nhiều, nên nghe nhiều, nên ngửi nhiều, nói ít chút. Mà nếu mà thượng đế sinh mình mà hai cái miệng, chắc tôi đồng đạo đọa lâu rồi. Có một cái miệng mà chịu không nổi nữa đồng đạo à, phải không? Có một cái miệng thôi chịu không nổi nữa. Cho nên hôm nay cái công đức chúng ta bị tán là do đâu? Phần nhiều do cái miệng. Mà Đức Thầy dạy là khẩu nghiệp các trò còn nặng nề hơn hết. Chúng ta thấy rằng Đức Thầy xét đến hai chỗ đồng đạo. Đức Thầy xét hai chỗ đó. Trong đường tu, Thầy xét trong đường tu nương theo tam nghiệp thì khổ não lắm. Cho nên Thầy mới dạy là chúng sanh tịnh được tam nghiệp mong về các Phật. Nhưng Thầy xét lại khẩu nghiệp các trò còn nặng nề hơn hết. Vì vậy Thầy mới dạy là hãy lấy gươm trí huệ mà dọn sạch ma lòng, hãy lấy lòng khoan dung mà nó đẩy lẫn nhau, hãy lấy lòng bác ái nhân đạo mà cư xử với mọi người, cần hiểu lý vô ngã của nhà Phật. Vậy thì bây giờ này cái miệng phải là cái thân mình không? Trong thân mình mà đồng đạo, phải không? Cái khẩu mình. Cho nên hôm nay cũng vì cái thân mà ra, vì mình chú trọng cái thân, muốn cái thân này thật là sang trọng, muốn cái thân này đó là được mọi người quý trọng, muốn cái thân này giàu có, muốn cái thân này sung sướng, sẵn sàng chúng ta nói những cái lời nói đâm bị thóc, thọc bị gạo, sẵn sàng chúng ta có những lời nói hiếp đáp, ỷ thị, sẵn sàng chúng ta có những lời nói ác đức, sẵn sàng chúng ta có những lời nói dối sai sự thật, để làm chi? Để cung phụng cho thân. Tóm lại cũng tại vì xác thân mà ra cả đồng đạo, phải không? Vì cái thân mình, vì cái bản ngã của mình nè. Cho nên đoạn cuối cùng mà để trừ khẩu nghiệp thì vậy là phải cần hiểu cái lý vô ngã của nhà Phật. Vì cái thân này, trên cuối cùng lại chúng ta sẵn sàng nói việc sai sự thật, rồi sẵn sàng nói lời ác để nhục mạ kẻ khác, rồi sẵn sàng lời ý thị, sẵn sàng đi gì này nói gì đâu kia nó khác.
Vậy thì đấy là bốn yếu tố. Cho nên hôm nay làm thân cõi trần là chúng ta phải giữ kín cái miệng mình. Chúng ta phải kiểm soát lời nói của mình. Khi mình mở miệng ra tuyệt đối lời nói, chúng ta là phải nói trung thực. Nói năng điều chánh thì ăn chứ gì. Chứ không bao giờ chúng ta vì cái quyền lợi cá nhân mà chúng ta lại nói lời này nói gì, lời kia nói khác cho người ta mất lòng nhau. Cũng không vì cái quyền lợi cá nhân, không vì cái bản ngã, cái uy tín mà chúng ta hạ bệ người khác, hạ thấp người khác, không được đồng đạo. Đó là những điều ngược. Những điều ngược. Cho nên giờ này đồng đạo chúng ta tu ngay cái khẩu của mình là chúng ta đắc đạo một nửa đó. Đồng đạo chúng ta bước được một chân dài về cực lạc đồng đạo. Rồi đồng thời cái ý chúng ta ở đâu đồng đạo? Cũng ở trong thân mình nữa đúng không? Nó vẫn tồn tại trong thân của mình. Cho nên về nội tâm chúng ta hôm nay về cực lạc thì nội tâm chúng ta phải không tham, không sân, không si. Điều này dễ nè, dễ đồng đạo. Ý tôi nói dễ là thế này. Tôi thì tôi xét tôi coi tôi còn tham không. Mà nếu tôi còn tham là tôi chưa muốn về cực lạc đó à. Tôi xét tôi coi tôi còn sân không. Nếu tôi còn nóng là tôi còn ở đây đó. Tôi xét coi tôi sáng chưa. Hay hoặc là tôi vẫn còn mê si tâm tối. Thì chỉ cần mình xét mình biết mai mốt mình chết mình về đâu liền đạo à. Mình biết liền à. Cái quan trọng mà mình thường nói đây, chúng ta nên xét mình. Cho nên hôm nay khi mình xét mình như thế thì mình đang bàn là cái công thức về cực lạc. Cho nên về cực lạc phải dẹp tham. Mà nếu về cực lạc mà đem cái tham đi bển, ai chịu nổi mình đồng đạo? Mình bị đuổi về thôi không? Phải không? Bên kia đâu có tham. Rồi nếu mà đồng đạo chúng ta ở đây mình còn nóng nảy, mình còn sân nộ, mình còn phân biệt, chúng ta về bên kia ông Phật đuổi mình trở lại đồng đạo. Bởi vì về bên kia thì chữ hòa thuận kể nhau cho xiết, tâm đồng nhau thượng thiện vui vầy, cảnh như như chẳng có đổi thay, không màng biết phân chia nhân ngã, sẵn vị ngôi rành phân thượng hạ, khỏi khổ câu quán ghét gặp nhau. Ở đây thì còn quán ghét và bên kia hết quán ghét. Cho đồng đạo muốn về bên kia, đồng đạo phải dứt được cái sự quán ghét, cái sự gây gỗ. Chúng ta phải nhẫn nhục, chúng ta phải khoan dung, chúng ta phải từ bi ở tại chỗ này để chúng ta làm cái thềm thang về bên kia. Mình sẽ gọn vậy. Rồi giờ này bản thân chúng ta chưa sáng, chưa có học được giáo điều Đức Thầy. Bản thân chúng ta còn mê si, bản thân chúng ta còn dĩ đoan mê tín. Tôi nói gọn thôi. Đồng đạo nhìn trong nhà mình mà còn nhiều ngôi thờ quá, đồng đạo chưa về cực lạc được đâu. Chưa về có Phật được đâu. Thầy dạy chúng ta thờ có ba ngôi. Mà tại sao mình trong nhà mình còn thờ ông Địa thần tài là sao? Trong nhà mình còn thờ bà mẹ sanh mẫu đội mẹ đổ là sao? Vậy là mình muốn ở đây rồi đúng không? Tức là mình thờ ông Độ Mạng, rồi mình thờ là mẹ sanh mẹ đổ là tại cái gì? Tại cái thân đúng không? Mình sợ thân này bệnh đúng không? Mình sợ mình nghèo đúng không? Bởi mình sợ mình không thờ là mẹ sanh mẹ đổ đây bà bắt mình bệnh, không thờ ông Địa thần tài để mình nghèo mình khổ đúng không? Thì rõ ràng đó là gì? Đó là chúng ta còn mê si đồng đạo. Ông thần tài, tức là ông Độ Mạng và mẹ sanh mẹ đổ thì tôi ít thấy, nhưng mà tôi thấy nhiều nhà đồng đạo chúng ta thờ ông Địa thần tài nhiều dữ lắm đồng đạo. Nhiều lắm, tôi dùng từ nhiều lắm đạo biết đó. Chẳng những nhà đồng đạo mà nhiều khi nhà của các vị thành viên trong ban trị sự cũng còn thờ. Thành viên không nói làm chi, đôi khi lẻ tẻ nhà ông trưởng ban vẫn còn thờ đồng đạo. Đây là chính mắt thấy nha. Thấy là hỏi liền Dưỡng ơi Dưỡng, tại sao mà nhà Dưỡng, Dưỡng là trưởng ban trị sự, nhà Dưỡng thờ ông Địa thần tài. Cái ông nói chí Tâm ơi thông cảm cho Dưỡng đi, bởi con dâu á, con dâu nó làm cái nghề làm tóc, cho nên nó thờ ông Địa thần tài để nó câu khách. Hồi nói câu này nghe nó thiệt tình, nó là sao đâu đồng đạo. Thương lắm luôn, rất là thương luôn. Cho nên hôm nay chúng ta đừng để bị động. Mình là cha mẹ thì chúng ta phải có cái gì đó. Thì chỉ cần đồng đạo chúng ta quán triệt 10 cái điều ác, chúng ta chuyển từ ác qua thiện, từ ác qua lành thì coi như chúng ta về cực lạc rồi. Và đồng thời để hoàn mãn 10 điều thiện, 10 điều ác, 10 điều thiện, thì phương pháp sau cùng để chúng ta được về cực lạc, được về cõi Phật, đó là chúng ta phải niệm Phật. Hôm nay chúng ta phải niệm Phật. Phải niệm Phật chúng ta mới về cõi Phật. Bởi vì niệm Phật là về cõi Phật, mà niệm ma là về cõi ma, mà niệm sân si nóng nảy thì về cõi Phật, mà niệm tình thương, phải không đồng đạo, thì chúng ta về cõi nhân. Thì rõ ràng thôi đồng đạo, trong tâm mình đó, giờ này trong tâm đồng đạo mà niệm Phật thì đương nhiên đạo sanh về cực lạc rồi. Mà nếu trong tâm đồng đạo mà niệm ma, chúng ta về cõi ma thôi. Mà các đồng đạo nào mà còn nóng tánh quá đó, tu hành ăn chay mấy chục năm mà còn nóng tánh quá, chắc về cõi thần quá, không về cực lạc được đâu, phải không? Mình hiểu vấn đề đó. Vì vậy cho nên hôm nay chúng ta muốn về cõi Phật, cái góc độ quan trọng nhất đây là chúng ta phải niệm Phật. Bởi vì Đức Thầy dạy rất rõ đồng đạo, lòng thương chúng thuyết phương tịnh độ,
đặng dắt dìu tất cả chúng sanh. Nếu như ai cố chí làm lành, chuyên niệm Phật cầu sanh Phật quốc, cả vũ trụ khắp cùng vạn vật, dầu tiên phàm ma quỷ súc sanh, cứ nhất tâm tín nguyện phụng hành, được cứu cánh về nơi an dưỡng, chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng, thoát mê đồ dứt cuộc luân hồi đập. Phải không? Nhờ niệm Phật một kiếp một thôi là chúng ta được về cực lạc rồi. Như vậy thì xin tóm lại, muốn về cõi Phật lập thân cõi trần thì giờ này chúng ta phải mượn cái thân chúng ta để chúng ta hành đạo đồng đạo. Chúng ta mượn cái thân chúng ta để chúng ta cúng lại, chúng ta ăn chay, để chúng ta làm từ thiện, để chúng ta giữ giới, để chúng ta tránh 10 điều ác, hành thập thiện nghiệp, và cuối cùng chúng ta trì có luật tự. Thì tôi tin tưởng rằng khi đến đây, đương nhiên tất cả chúng ta sau khi bỏ xác thân này, nhất định sau khi chúng ta bỏ xác thân này thì chúng ta sẽ được về cực lạc. Như là Đức Thầy dạy là mãn kiếp hồng trần, sanh lạc quốc, hưởng công niệm Phật rất yên lành. Như vậy thì trở lại của hai câu giảng này, bạch trinh giữ lấy nghĩa nhân, muốn về cõi Phật lập thân cõi trần. Vậy thì qua hai câu giảng này, học Phật tu nhân gồm đủ đồng đạo. Học Phật tu nhân gồm đủ hai câu giảng này. Cho nên hôm nay người tín đồ Phật giáo và hảo, giờ này chúng ta là một người công dân, một người nhân dân, là một con người bình dị trong cuộc sống, thì nhân nghĩa ở đời chúng ta phải làm trước. Đó là điều mà đồng đạo chúng ta phải làm trước. Và đồng thời bên cạnh nhân nghĩa ở đời, bên cạnh đền trả để trọng ân, thì mỗi đồng đạo chúng ta phải có công phu hành đạo, gia công hành đạo. Chúng ta phải cúng lại, chúng ta phải niệm Phật, chúng ta phải ăn chay, chúng ta phải làm từ thiện. Chúng ta phải xét lại bản thân mình, thân khẩu ý của mình như thế nào, để mình biết được mình, để mình rời xa những điều xấu ác, chúng ta hoàn thành thập thiện nghiệp. Thì nếu như chúng ta làm các điều kiện đó cộng thêm niệm Phật, thì tương lai chúng ta được về cực lạc. Như là Đức Thầy dạy ở trần xử trọn nghĩa nhân, viết làm tôi Phật gửi thân liên đài, cầu cho mối đạo quần khai, cầu cho trăm họ bồng lai được gần, sớm về cõi Phật yên thân, kẻo kiếp phong trần dài gió vạn xương. Kính thưa đồng đạo, thì đến đây chúng tôi xin kết thúc qua cái đề tài của mình, thì cũng đã hết ý. Và trong cái quá trình chia sẻ thì cũng không sao tránh khỏi những sơ sót nhất định, cũng ngưỡng mong đồng đạo niệm tình lượng thứ và bổ khuyết thêm. Và cuối cùng chúng tôi cũng hết sức là kính cảm ơn ban tổ chức đã có lời mời sắp xếp ngày hôm nay chúng tôi đủ duyên trở về nơi đây. Cảm ơn tất cả các vị trong ban đại diện tỉnh, các ban trị sự xa gần trong ngoài tỉnh và quý đồng đạo chúng ta tập trung về đây để hộ pháp. Và cuối cùng chúng tôi cũng không quên cầu chúc cho tất cả đồng đạo chúng ta thân được thanh tịnh, để rồi mỗi đồng đạo chúng ta cố gắng thực hiện những gì mà Đức Thầy dạy, lo đền trả tứ ân, vung công bồi đức, để đạt được kết quả như lời Đức Thầy đã dạy rất rõ. Vẽ hình rồi lại vẽ mây, vẽ tranh thiên tạo bồng lai cảnh tình, lại thêm vẽ phù sanh cõi tạm, dắt hồn người hắc ám khỏi mang, cầu cho cuối sớm cùng làng, trẻ già lớn nhỏ Phật đàn yên thân. Trân trọng kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thật là thâm trầm, đạo đức quá thanh thao. Chúng tôi thay mặt cho ban tổ chức buổi thuyết giảng lý hôm nay xin nhiệt liệt cảm ơn giáo lý viên Trung ương Phan Chí Tâm cũng đã giảng thuyết xong đề tài. Giáo lý viên đã đem lại sự hiểu biết, kinh nghiệm của mình trao đổi, chia sẻ rất hay, sâu sắc qua hai câu giảng của Đức Thầy, giúp cho đồng đạo có sự hiểu sâu hơn, rộng hơn về giáo lý, đồng thời cũng giúp cho đồng đạo rút ra kinh nghiệm áp dụng trong cuộc đời tu tập của mình để mãn kiếp hồng trần, sanh lạc quốc. Một lần nữa thay mặt cho ban tổ chức và chư vị đồng đạo nơi đây xin chân thành cảm ơn giáo lý viên Trung ương và chúc cầu cho ông được nhiều sức khỏe, trí tuệ sáng suốt để phát dương quang đại sự nghiệp phổ truyền giáo lý, đem ánh sáng chân lý giác ngộ của Đức Phật và Đức Thầy mà truyền bá khắp nơi trong bá tánh, để đem nguồn sống mới cho nhân loại, để tiến lên cõi đại đồng. Mọi vị cho giáo viên thêm một tràng pháo tay ạ. Và đây sau cùng là phần đáp từ của ban tổ chức, để tranh thủ thời gian thì phần này chúng con cũng xin phép được đảm trách. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và kính thưa quý quan khách, thưa chư vị đồng đạo kính mến, trên tinh thần đạo pháp mà chư vị đồng đạo đến đây để ủng hộ chương trình, trải qua thời gian trên dưới khoảng 180 phút để được nghe hai giáo lý viên Trung ương Lê Trường Giang và Phan Chí Tâm đã đem lại sự nghiên cứu, giảng thiết, trao đổi hai đề tài giáo lý của Đức Thầy,
một cách thiết thực, mạch lạc, bố cục về phương châm hành đạo. Qua đây cũng để giúp cho đồng đạo có sự hiểu thông đạt tầm quan trọng giáo lý của Đức Thầy, lấy đó làm hành trang trau dồi kiến thức trên bước đường hành đạo đi đến chỗ an lạc. Đến đây chúng con xin phép thay mặt cho ban tổ chức tuyên bố bế mạc chương trình thuyết giảng giáo lý hôm nay. Hẹn gặp lại toàn thể chư vị đồng đạo vào đêm 25 tháng 11, kỷ niệm lần thứ 105 của Đức Thầy tôn kính của chúng ta đảng sanh. Thay mặt cho ban tổ chức, xin chân thành cảm ơn chính quyền địa phương đã cho phép và hỗ trợ an ninh. Chân thành cảm ơn hai giáo lý viên Phan Chí Tâm và Lê Trường Giang đến đây để phổ truyền giáo lý Phật Pháp, hoàn thành nhiệm vụ mà ban trị sự Trung ương giao phó. Xin cảm ơn ban quản tự chùa Bổ Sơn Tự đã phối hợp tổ chức chương trình. Xin cảm ơn nhà Mạnh Thường Quân, cô Võ Thị Bé và Trần Thị Mai đã gieo duyên Phật Pháp tịnh tài 10 triệu đồng cho chương trình thuyết giảng giáo lý hôm nay. Đặc biệt, cảm ơn các ban trị sự và đồng đạo gần xa đã nhiệt tình đến đây ủng hộ, làm cho buổi thuyết giảng hôm nay được tăng thêm phần long trọng. Và xin cảm ơn các ban âm thanh, ánh sáng, khánh tiết, hậu cần đã nhiệt tình cùng chung lo với ban tổ chức. Trước khi dứt lời, thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi xin chúc cho quý quan khách được dồi dào sức khỏe, hạnh phúc thành đạt. Kính chúc cho toàn thể chư vị đồng đạo thân khỏe tâm an, vững bước bồ đề tâm, tu tinh tấn tu hành, đồng thành Phật đạo. Lễ phép kính chào, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật.